Chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Hôm nay tôi đưa quý vị đi tới một cái chỗ trưng bày bán mấy cái xe cũ cắm trại. Đây là cái showroom, cái chỗ họ trưng bày để bán mấy cái xe cắm trại cũ đó quý vị, gọi là những cái vật để mà đi cắm trại. Cái này thì họ chỉ diễn ra một lần trong vòng 4 năm thôi. Thì quý vị nào đang ở Edmonton thì ngày mai là ngày chót đó, hôm nay là thứ bảy thì ngày mai là ngày chủ nhật, là ngày chót đó. Thì quý vị có thể tới xem để coi có chiếc xe nào có giá vừa phải chăng thì quý vị có thể mua hay sao đó. Đây là những cái chiếc xe cũ đó, xe để đi cắm trại đó quý vị. Chiếc này là đời 2023, là đời năm ngoái đó, mà chiếc này họ bán là 21.000, là bớt 13.000 đó, là cái giá của họ là họ bán là 35.000. Trong này là hình như có hai cái giường này. Đây có hai cái giường queen á, giường queen là gọi là giường hoàng hậu á, ngủ được hai người, ba người nhỏ ngủ cũng ok. Đây có cái bộ bàn để ngồi ăn, như cái thường thường mà cái này có thể lót ra để làm cái giường cũng được. Đây cộng có hai cái giường tiếng Anh gọi là bunk bed, hai cái giường cái trên cái dưới này thì ngủ người này, nhỏ nhỏ thì ngủ hai người, lớn chắc ngủ người. Đây hình như là cái toilet. Còn có cái chỗ tắm này, có cái phòng tắm này. Còn có cái microwave này, cái máy xoay để hâm đồ ăn này, cả cái này cũng có cái tủ lạnh nhỏ nhỏ này. Có lò bếp này, lò ga, lò bếp này, hai cái. Thêm có cái chậu rửa chén đôi nữa. Đây còn có cái chiếc xe cắm trại này, mà chiếc này nó có cái máy luôn, có chiếc xe luôn quý vị, chiếc này lái đi được luôn đó. Chiếc hồi nãy là phải có cái xe để kích đi, còn cái chiếc này thì họ lái đi được đó. Chiếc này thì có cái chiếc xe để lái đi luôn. Quý vị khỏi cần phải có cái chiếc xe truck, xe gì để kích nó đi vô đấy lại đi chơi luôn. Trên này có cái giường này, có cái giường đối nữa. Đấy cũng có cái ghế này, cái ghế sofa này, cái ghế rồi cái có cái băng ăn, cái ghế này như xếp cái băng ăn xuống nó trải lên làm cái giường được á. Nên có mấy cái tủ nhỏ nhỏ này, cái đây cũng có cái giường đôi nha, như giường queen á, giường hoàng hậu á. Trên này thì có mấy cái tủ nhỏ nhỏ bỏ đồ này chị ta. Cái này là cái toilet, vậy là cái phòng tắm đó. Đây cũng có cái tủ lạnh này, có cái máy xoay kìa, máy microwave kìa, máy xoay để hâm đồ ăn kìa. Này là cái tủ lạnh này, có cái lò ga hai cái lò ga này, có thêm ga. Hai cái này thì chiếc này to, có hai cái chậu rửa chén đôi này,
Giờ này thì cũng còn mấy cái học bỏ đồ. Có cái chiếc xe này, quý vị nào thích mua chiếc xe thì chạy ra biển đi chạy chơi cũng được này. Cái này họ không có để cái giá nữa, cho nên tôi hỏi họ thì họ phải đi tìm, lúc tôi đi thì họ chưa có tới. Không biết là chiếc này họ bán bao nhiêu nữa. Không có bỏ cái giá này, cái chiếc xe này. Thì ở đây nói chung là xe xe cũ, toàn xe cũ không à. Chứ không có đồ mới. Thì ở triển lãm chỉ có 4 ngày thôi. Chiếc xe này có cái ngoài này cũng bỏ cái lò nấu. Cái lò này nấu là nướng thịt nướng đồ được. Chiếc này thì nó bớt được 8 ngàn này. Giá của nó năm 2 bây giờ bán 44 ngàn. Này thì đó, cái sơ đồ của cái chiếc xe ở trong đó. Rồi chiếc này là 2022, bây giờ 2024 rồi, là coi như là cục 2 năm rồi. Này có cái bộ ghế sofa này, chạy ra làm cái giường ngủ cũng được người này. Ồ, đây có cái bàn ăn, hai cái ghế này. Này cũng trải ra, kéo ra, dẹp lại cũng ngủ được thêm người này. Đây là cái như cái phòng tắm với là cái toilet đó. À, đó. Nhìn qua cái gương kia là thấy cái toilet kia. Đây là cái phòng tắm này. Chậu rửa chén đòi có luôn luôn cái chậu rửa đánh răng rửa mặt á, cái chén đòi từ ngoài kia. Đây là cái toilet, đây có cái lò ga này, lò bếp ha, lò ga hai cái to cái nhỏ. Cái máy xoay thì nó nằm ở dưới này. Cái đó là cái microwave. Còn đây cái chậu rửa chén đòi đây. Trên này thì cũng có cái tủ nhỏ nhỏ. Cái chiếc này là như cái chiếc phải kích đi. Có chiếc xe truck. Xe để kích nó đi. Cái này không có cái máy. Cho nên nó có 40 mấy ngàn thôi. Đấy, cái xe mà có cái máy chạy luôn đó, phải ít nhất phải trên hình như phải trên 100 ngàn đấy. Này thì quý vị nào có chiếc xe truck ấy, kích cái này đi. Ở đây họ cũng bán mấy cái đồ cho đi đi cắm trại, mấy cái thông cooler này, giữ lạnh này, rồi mấy cái máy điện này, xe đạp. Rồi cái cooler này mình thấy ở đây nó bán cũng mắc lắm, cả cái mấy trăm bạc luôn. Chưa có sai quá mấy cái này không biết. Bên này thì họ cũng trưng bày mấy cái xe. Mấy xe nó phải kích đi. Đâu kia có chiếc xe màu xanh kia bự, chắc chiếc đó chắc đắt lắm á. Chiếc đó vừa lái đi được, chiếc này đây đây à, vừa lái đi được vừa cắm trại. Hôm chiếc này là quá quá tuyệt vời luôn. Chiếc này bây giờ nó bán họ bán 230, bớt được 35 ngàn. Giá của họ là 265, bớt được 35 ngàn. Chiếc này là 2016 đó quý vị. 8 năm rồi, cũ 8 năm rồi đó. Cũ 8 năm rồi mà thấy nó vẫn còn là ok.
mua chiếc này thì lại đi luôn, khỏi phải cân kích. Đây có cái sofa này, đây là cái máy trước của cái máy xe, chỗ ngồi lái xe. Chiếc này thấy nó cũng cũ, đây, kiểu nó cũng xưa. Đây cũng có cái ghế sofa này nè, trải ra ngủ cũng được người. À, đây hai cái luôn nhá, để có cái băng ăn này nè. Ở trong này có cái phòng ngủ rộng không? Đây có hai cái bunk bed này, hai cái giường gác này, giường trên, giường dưới này, cho mấy đứa nhỏ nó ngủ ok này. Đây có mấy cái hộp, mấy cái tủ bỏ đồ. Đây cái giường này, cái giường này giường queen đó. Chắc giường queen đó, rộng à. Trên thì có mấy cái hộp bỏ đồ, có tủ nữa này. Cái sạch sẽ này rộng á. Chỉ bán 200 mấy ngàn. Đây có cái tủ lạnh này, có cái máy xoay nè, microwave á, máy xoay nè. Dưới này hình như có cái đó, cái đó là cái bên cái bên, đây là cái rửa chén đó, còn bên phải là cái lò đó quý vị. Họ có cái nắp họ đầy rồi cho nên không thấy, nhưng mà bên đó là cái lò nấu ăn đó. Ở đây có cái chiếc này nhỏ dễ thương không? Chiếc này cũng có lấy chiếc xe truck và kịch đi là ok này. Quý vị nào mà thích mấy cái nhỏ, cái này họ kêu giá là 21 ngàn, bây giờ nó bớt được 6 ngàn á, là còn 15 ngàn đó. Này 15 ngàn này, cái này hồi nãy không thấy cái năm mấy á. Đây cũng có cái giường này. Thì đây là họ trưng bày, họ bán mấy cái xe cũ thôi quý vị, không có xe mới. Quý vị muốn mua xe mới thì quý vị tới mấy cái tiệm á, họ có xe mới. Mà xe mới thì chắc đắt á. Đây cũng có cái băng ăn này, ở đây có cái giường này. Một cái này là nó nhỏ nhưng mà quý vị có thể kéo ra hai đầu thì thành nó lúc mình cầm trái á, mình kéo ra thì nó dài, xếp lại thì nó nhỏ. Có cái ghế này, làm cái giường cũng được nè. Ở ngoài cũng có cái bàn bỏ này. Thì nó ngắn, nó gọn vậy đó, xong mình kéo ra là nó dài, làm được hai cái giường hai đầu. Này có chiếc xích truck các kéo đi cầm trải được nè. Ở đây họ cũng có bán xe đạp bằng điện đó quý vị. Chiếc này thì hình như họ nói là 1.900 á, hình như 1.900 đô á. Thì xe điện đó. Ngàn chín là bằng mua được chiếc xe máy đó ha. Xe này nặng lắm, 6-7 chục bon lắm, mà chiếc này xếp được này. Đó, xếp bảo như vô trong cái thùng vậy là được á. Cho nên là đất á, điện rồi mà xếp được á. Còn cái chiếc bên kia scooter, chiếc bên kia không biết họ bán bao nhiêu, không để giá này. Hay là họ để cái giá đó mà tôi không thấy. Bên này thì họ cũng có trưng bày, cũng là mấy cái xe, cái trailer, mấy cái xe kit á. Thì ở đây họ trưng bày mấy cái xe mà kéo á, thì nhiều. Còn mấy chiếc xe mà có máy á, chạy luôn á, thì hình như tôi thấy có 2-3 chiếc gì đó thôi. Ồ, chiếc này nhỏ này. Ồ, cái này nhỏ đẹp không? Ồ, nhỏ chút xíu à. Cái này mà hai vợ chồng thôi là đi là vừa này. Độc thân cũng ok này. Rồi, độc thân thì vô trong xe ngủ cho khỏe cho rồi. Cái này thì 21 ngàn á. Bây giờ nó bớt 21 ngàn. Họ kêu giá là 29.400. Nó bớt được 8.400. Nó còn 21 ngàn. 21 ngàn cũng đâu có rẻ ha. Này có cái lò.
dỡ lên nắp lên là có cái lò bếp, lò ga, và thêm có cái chỗ rửa chén đôi bên kia cũng có cái tủ lạnh nhỏ nhỏ mà bằng bỏ bọc thôi, trong phải cái tủ của nó. Trong này thì có hai cái giường này, hai cái giường single, hai cái giường S á, này ngủ được hai người ha, có đứa nhỏ là chén vô cũng được ba người, cũng có máy lạnh, máy là có máy điều hòa nữa kìa, chiếc này nhỏ 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 vậy thôi, kéo đi cũng được. Ở đây cũng có cái chiếc xe này là chiếc này là có máy luôn á quý vị, chiếc này có máy này, là chiếc này thì không cần phải kích này, chiếc này là họ bán đi lùi coi cái giá coi cái xuống 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 đó 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 cái giá kia đó. Cái này thì 174.000, bây giờ họ bớt được, bớt được 49.000, gần bớt 50.000 là còn 124.000, bớt dữ vậy hả, bớt 50.000 luôn. Hồi nãy cái đời mấy anh thấy năm mấy ta, chiếc này thì nhìn thấy nó còn ok hơn cái chiếc hồi nãy ha, chiếc mà 200 mấy đó thấy nó cũ hơn, chiếc này thì thấy nó mới hơn. Trên đó cũng có cái giường này, hai cái giường ngủ được hai người trên cái đầu máy đó. Đây thì cũng có cái ghế sofa này, đây cũng có cái bàn bằng ăn với hai cái ghế này. Cái này thì lọc xuống cũng làm được cái giường ngủ, trong này cũng có cái giường ngủ này, giường này giống như giường đối này. Thì có cái phòng tắm này, thường mấy cái xe này thì có phòng tắm, có toilet, đây cũng có cái gương, rồi có mấy cái hộp bỏ đồ. Đây thì cái giường, trên cái đầu giường cũng có mấy cái hộp nhỏ nhỏ. Cái này giường này giống như giường giường queen à. Cái này là chắc queen, queen là giường hoàng hậu á, to hơn cái giường đối một chút xíu. Đó là như cái hộp bỏ đồ, cái tủ bỏ đồ. Đây thì có cái lò ga, cái này thì ba cái lò ga luôn. Trên thì có cái máy xoay này, microwave. Đây thì có cái chậu rửa chén đôi này. Ở đây họ cũng có bán mấy cái đồ lặt vặt, ghế bàn để cho đi cắm trại. Cái này mà 105 đô, họ bớt được cũng 40 đô. Cái này ngồi được hai hai người này, hai vợ chồng ngồi đây ôm nhau. Quần lồng 135 đồng. Đây cũng có bán mấy cái này để khóa mấy cái lốp xe này, trailer mấy khóa lại để bảo vệ cho họ khỏi ăn trộm ăn cướp này. Như bớt được 7 chục, còn 3 chục giá họ kêu giá 100 mà bớt 7 chục, còn 3 chục. Mấy cái này thì để chừng mấy cái lốp xe để cho xe nó khỏi trục xuống đó. Còn cái lò ga này nó bán 450, bây giờ nó bán còn có 195 đồng, hoặc bốn cái này mà 450 luôn quý vị. Không biết quý vị nào có mua không mà cái này mà giá 450 bây giờ còn có 200. Cái nhỏ kia thì còn 335 đồng. Ồ, cái chiếc này cũng ok này, cái chiếc nhỏ 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 cũng gòn rồi. Cái này thì có xe truck kéo đi cũng được này. Này ở ngoài thì có cái lò ga ha, có cái lò ga này nấu ở ngoài này. Này thì bao nhiêu 30.000, bây giờ họ bớt được 9.000 là còn 21.000. Này có hai cái queen size bed, có hai cái giường hai đầu, hai cái giường hoàng hậu hai đầu kéo ra đó, có hai cái giường hai đầu. Đây đây đó, lắp kéo ra thì bên này có cái giường này, bên kia còn đầu kia cũng có cái giường. Đây cũng có cái chậu rửa chén đòi. Thêm cái lò bếp.
Đây cũng có cái ghế sofa dài này, cũng ngủ được người này. Ồ, đây có cái bàn ăn. Và tôi xin chào tạm biệt quý vị ở đây. Cảm ơn quý vị đã xem video kênh Cuộc Sống Ở Đây. Và hẹn gặp quý vị ở video sau. Thanks for watching everybody. And see you guys next video. Bye bye.